Xin chào các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái cách mà mình đang sử dụng để tăng follow trên TikTok khá là hiệu quả. Thì một số bạn đã theo dõi mình ở trên TikTok thì các bạn đã biết mình thường xuyên làm những cái video mà mình tự đi quay video, sau đó thì mình tự chỉnh sửa và mình ghép ảnh vào, nó khá là độc và cũng khá là đẹp mắt. Thì cứ mỗi ngày mình đăng khoảng 2 đến 4 video đấy, và sau khoảng 4 đến 5 hôm, tầm một tuần thì video của mình bắt đầu nó mới tăng được cái lượt xem lên. Mới đầu là tầm 3-4 hôm nó tăng được có vài trăm người xem thôi. Thế sau đó gần đến tầm một tuần thì nó đã tăng được lên 1.000, vài chục nghìn, thậm chí là vài trăm, và được lên đề xuất rộng rãi và có video lên được 1-2 triệu người xem. Thì video mình đăng lên làm ghép ảnh của các bạn ấy vào ấy, thì nó cũng khá là độc đáo, các bạn ấy thích. Và khi các bạn ấy thích rồi thì các bạn ấy cũng có follow và các bạn cũng để lại bình luận là nhờ làm hộ, thì lượng follow của mình tăng khá là cao. Và có quá nhiều người để lại bình luận là nhờ làm hộ video thì mình cũng chỉ làm được hộ được một phần nào thôi, còn rất nhiều bạn mình không làm hộ được. Thì mình cũng ra những video mình hướng dẫn cho các bạn ấy tự đi quay video và tự làm video giống như video của mình đó. Thì ở đây mình muốn nói cho các bạn là khi các bạn làm hộ video người ta thích thì người ta cũng sẽ follow lại cho các bạn thôi đó. Thì đối với những bạn nào mà xem những video hướng dẫn của mình cách đi quay video, cách làm, nếu các bạn không thể làm được thì ở những video hướng dẫn của mình đã có để những cái đường link video gốc để cho các bạn tải cái video gốc của mình về, và các bạn cũng ghép ảnh người ta vào, các bạn cũng làm hộ. Và các bạn cũng có thể sử dụng thêm một cái tải một cái vài cái app mà mình hướng dẫn, ví dụ như app Vfly đấy, làm video quang trải hiện ảnh cũng khá là đẹp đấy, hoặc là cái app của Trung Quốc đó, khiêng bảng tên này, hay là quay cái bó hoa và tạo ảnh khá là hot, làm được rất chi là nhiều video hay. Các bạn có thể tham khảo app Vfly và cái app của Trung Quốc để làm hộ video cho các bạn. Ok, thì mục đích video này mình muốn nói với các bạn là các bạn có thể sử dụng cái cách là làm hộ video cho mọi người. Thì khi mình làm hộ và các bạn thấy thích thì các bạn cũng sẽ follow lại cho các bạn thôi. Đó là cái cách mình đã từng làm và cũng đạt được khá là nhiều lượt follow. Ok, các bạn có gì không hiểu nhớ để lại bình luận cho mình nha. Chúc các bạn thành công. Đừng quên bấm đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của mình nha. Mình chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha. Anh yêu em, anh thực sự rất nhớ em.